Hi, xin chào mọi người, mình là Hoàng Yên. Chào mọi người đến với kênh của mình. Video hôm nay thì mình sẽ cấy những cái ớt này ra cái vỉ nè mọi người, vỉ ươm. Thì trong video lần trước mình đã ươm những cái hạt ớt này mọi người, nay nó lên rất là đều luôn nha. Đây mọi người thấy nè. Thì trong video lần trước mình cũng đã có chia sẻ cho mọi người cái cách gieo hạt rồi. Thì nếu mà mọi người chưa có biết cái cách gieo hạt á thì mình có thể mình xem lại video trước nha mọi người. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 8 mọi người, đó mình gieo ớt vẫn còn kịp nha, từ giờ tới cuối tháng luôn. Rồi thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mà để mình cấy ra cái vỉ nha mọi người. Thì nếu mà mọi người mà mình gieo ít á thì mình có thể mình những cái hạt ớt nè mình để vào một cái vỉ mọi người. Đó là những cái vỉ này nè, thì mình có thể mình để vô lỗ luôn đó, mình để vô lỗ luôn. Còn ví dụ như là mình gieo nhiều quá đi mọi người, mình gieo nhiều quá thì mình không thể nào mà mình bỏ từng cái hạt mà vô vỉ nhiều như thế này được. Thành ra là mình phải gieo vô cái chậu như thế này mọi người, xong rồi mình bắt đầu mình cấy ra. Đó, cấy ra. Với lại một phần đó là mình cũng cung cấp con giống ớt cho mọi người, nên mình cấy ra như là cho một cái vỉ nó đều nhau. Đó mọi người thấy không? Đều nhau nha mọi người. Nó không có bị hư cây cũng như là không có phải là lên, không có lên đều mọi người. Đó thì làm như vậy là chắc cứu 100% luôn. Rồi thì như mọi người thấy nè, đây là những cái vỉ của mình. Thì vỉ á, thì có hai loại vỉ, thứ nhất là vỉ mút, thứ hai là vỉ đen nha mọi người. Thì mình gieo nhiều quá mình cũng hơi ngán rồi, mình xài vỉ đen cho nó rẻ một xíu. Vỉ mút thì mọi người có thể mình sử dụng năm này qua năm kia, nó không có bị hư hao nha mọi người. Còn về vỉ mút nó cứng hơn cái vỉ đen này nha mọi người. Vỉ đen này thì mình xài chừng một mùa là mình bỏ rồi, nó bị mục hết trơn mọi người, rất là dở. Sau khi mà mình ươm được một tuần nó như thế này mọi người, thì cái cây này của mình á là khi mà nảy mầm á mình cũng đem ra mình giữ nắng rồi, thì nay á mình bỏ ra nắng hẳn được rồi nha mọi người. Cái nắng sớm mình bỏ ra nắng sớm thì cái cây của mình nó sẽ mau lớn, nó sẽ mập nha mọi người. Còn nếu mà mình bỏ trong mát hoài thì cái cây của mình nó rất là ốm. Rồi thì và cũng chia sẻ cho mọi người cái nữa là thời tiết mùa hiện giờ mọi người là đang vào mùa mưa á mọi người, và thậm chí là bão nữa. Thì cho nên là mình làm một cái dàn để che những cái nước mưa mọi người. Khi mà cái cây còn nhỏ như thế này á mà mưa lớn quá thì nó sẽ văng cái cây của mình ra luôn. Nên mọi người phải che một cái, ví dụ như là mình ở đây mình che một cái tấm lưới tấm bạc màu trắng mọi người, thì nắng có thể nó lọt xuống luôn. Còn ví dụ như mọi người che cái lưới đen này kia đi ha, là nó mát cây nhưng mà nó sẽ không có tốt mọi người, nó sẽ không có lớn bằng mà mình để ra ngoài nắng như thế này. Thì che cái lưới cái tấm bạc trắng như này mọi người, lưới có thể xuyên xuống luôn nên rất là tốt. Thì mọi người có thể mình làm như vậy, và mình gieo ít á, ví dụ như mình gieo một hai vỉ đi ha, mình để ngoài nắng rồi khi nào mưa thì mình chạy ra mình đem vô thôi mọi người. Còn mình ôm số lượng nhiều thì mình phải để trong một cái mùng vậy mọi người. Rồi tiếp theo là cái cách gieo, cái cách cấy ra cái vỉ nha mọi người. Thì như mọi người thấy ở đây á, là mình sẽ dùng một cái chiếc đũa hay gì mọi người, chiếc đũa hoặc là một cái cây gì đó, mình sẽ dít ra. Mình sẽ lấy một cái phần vậy mọi người. Đó. Rồi thì như thế này mọi người. Đây, và mình sẽ tách rời từng cây ra. Đây mọi người thấy nè. Mọi người lưu ý là cái rễ của nó cực kỳ quan trọng nha mọi người. Đứt rễ một cái là xong luôn á. Đó, mọi người thấy không, nguyên cái cây nó là như thế này. Xong rồi mình sẽ khoét một cái lỗ. Khoét một cái lỗ ở chính giữa nè, mình sẽ ghim xuống. Thì trong video mình sẽ để cho mọi người xem, tại vì một mình á thì mình vừa quay video mà mình làm thì nó rất là khó. Thì mình nói lý thuyết vậy, và trong cái video này thì nói mình sẽ đưa lên cho mọi người xem cái cách làm luôn. Rồi thì nói chung cũng rất là đơn giản mọi người. Cái khâu này á, là quan trọng nhất là cái rễ nha mọi người, giữ cái rễ cho nó đừng có bị đứt nha mọi người. Đó, cưng á, cưng cái rễ nó nha mọi người. Đó thì mình cấy là tầm khoảng vài bữa là nó bắt rễ tỉnh lại, là cái cây của mình nó ok mọi người. Và thời gian sau á, mưa đồ cũng không sợ nữa, mình chỉ sợ là lúc đầu thôi nó văng con ra thôi mọi người. Ở dưới đây mình cấy thì mình cũng kê lên cho nó một khúc là đừng có bị ngập nước nè mọi người. Đó, nói chung là làm cây con phải kỹ lắm. Nên thành ra một cái cây mà tới được mọi người trồng rồi đó, rất là cực nha mọi người.
Rồi thì sắp tới mình cũng cung cấp những cái con giống ớt này nè, nếu mà mọi người trồng thì cứ liên hệ mình nha. Ví dụ như là mình gieo không kịp nè, hoặc mình gieo không có đạt nè, hoặc là mình trồng ớt chơi tại nhà vậy đó, thì cứ liên hệ mình. Mình sẽ ship cho mọi người. Rồi thì trong cái tháng tiếp theo là tháng 9 mọi người, tháng 9 thì mình sẽ gieo hạt màu gà búa. Thì hiện giờ hạt màu gà búa thì mọi người mua cũng còn kịp nha. Phụng dĩ thì mình hết rồi, nhưng mà mình có cây con đó, mọi người muốn đặt cây con hoặc là hạt giống gì thì cứ liên hệ mình. Zalo số điện thoại thì 0979754847, hoặc là mình có thể nhìn ở đầu video mình có để. Nói chung là con giống bên mình là cung cấp chuẩn cho mọi người luôn, để mà mình trồng cho nó đúng nha mọi người. Tại vì mỗi năm nó chỉ có một cái Tết à, nên trồng nhiều khi cây bậy bạ thì nói chung là rất là ổn nha mọi người. Rồi thì ngoài ra là mình cũng đang cung cấp những cái hạt giống, ví dụ như là vạn thọ nha mọi người. Vạn thọ, rồi cúc lá nhám, cúc đài loan, vân vân. Đó, mọi người trồng cái loại nào thì mình cứ liên hệ nha. Hướng dương nữa mọi người. Đó, rất là nhiều những cái loại hoa Tết. Thì mình cần cái loại nào thì cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là alo trực tiếp cho mình nha. Nếu mình có thì mình sẽ gửi cho mọi người. Rồi ngoài ra thì ví dụ như là đất sạch nè. Cái mà nãy giờ mình chưa nói nữa, cái mà để mình gieo mình cấy vô á thì vẫn là đất sạch nha mọi người. Cái hồi lúc đầu ở trong cái chậu á thì mình cũng xài đất sạch, và khi mình cấy ra mình cũng xài đất sạch nha mọi người, nên cái cây của mình á nó sẽ rất là sạch bệnh luôn. Mọi người trồng thì mình cũng không có lo vấn đề về bệnh lắm, mình về mình xịt ngừa bệnh cho nó một vài lần là ok rồi. Rồi đất sạch này á, ví dụ như mọi người mua lẻ thì cũng có luôn. Mình ví dụ như mình gieo ít đi, mình gieo một vỉ đi, thì nếu mà đất sạch này mà mọi người muốn mua liên hệ mình vẫn có luôn nha mọi người. Đó, nói chung là mình sẽ hỗ trợ hết mình cho mọi người để mà mình có thể mình trồng chơi nè. Mình thấy là đa số là mọi người trồng chơi là nhiều. Những người mà trồng kinh doanh á thì người ta rất là chuyên nghiệp rồi, nên mình cũng không có nói thêm nữa mọi người. Thì mình thấy là đa số là những người xem kênh mình á là đa số là trồng ở nhà. Kinh doanh cũng có mọi người, kinh doanh cũng có nhưng mà ít. Rồi thì video hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cái cách mà để mình cấy vô cái vỉ và cũng như là bảo quản cái cây của mình sao cho nó phát triển trong cái thời gian tới nó được tốt. Thì những cái sắp tới phân thuốc đó thì mình cố gắng mình sẽ chia sẻ cho mọi người trong video sau nha. Thì bây giờ cuối tháng 8 mọi người, sắp tới rất là nhiều cây loại hoa, thì mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn cái chuông kế bên á để theo dõi những cái video sắp tới của mình. Sắp tới thì rất là nhiều loại hoa Tết mọi người. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm mình không có làm nhiều được thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm ít mỗi cái một ít cho mọi người xem, cũng như là hái được những cái loại hoa đẹp để năm sau, nếu mà mình làm chưa kịp thì năm sau mình sẽ làm cho mọi người. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo.